Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Mời các bạn cùng xem tập 37, Thử thách cuộc đời. Hương suốt ngày lo nghĩ công việc, lại thêm những rắc rối gần đây trong cuộc sống khiến cô suy kiệt phải vào viện kiểm tra. Tình cờ tại đây cô chạm mặt Nghĩa, người cũng vào viện để chăm sóc Yến. Đang đi bộ trên hành lang cô bỗng nhiên buồn nôn và té ngã. Từ xa trông thấy người quen, Nghĩa vội vã chạy đến đỡ Hương. Tuy nhiên Hương vẫn còn rất hận Nghĩa, cô luôn nghĩ Nghĩa là người gian xảo, vì Nghĩa mà Hương phải lâm vào cảnh như hiện nay. Vừa đưa chai nước cho Hương, cô gạt phăng và quát vào mặt Nghĩa, anh đi ra đi, tôi không cần anh giúp đỡ. Hương sau đó vội vàng bỏ đi, cô không muốn dính vào Nghĩa một lần nữa để gặp rắc rối. Thế nhưng, từ đây cơn ghen tuông bắt đầu nổi lên. Nhân từ đâu, đùng đùng chạy đến cửa hàng của Hương, không phải để ghé thăm mà là để quát mắng Hương. Em đi đâu từ sáng giờ anh gọi không được, hỏi ai cũng không biết. Hương bảo định về nhà thăm bà Mỹ, nhưng đột nhiên cảm thấy mệt nên vào viện để kiểm tra. Nhân lại ra hỏi tiếp, thế tại sao em lại không báo cho anh, có biết anh lo lắng thế nào không? Hương cố giải thích vì mình không muốn Nhân lo lắng, nên đã tự đi một mình. Không quan tâm đến sức khỏe vợ, Nhân lại đang nghi, có phải em vào viện để gặp Nghĩa đúng không, em đừng tưởng lại tôi không biết nha. Rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Nhân lại biết mình gặp Nghĩa, nhưng Hương vẫn bảo chỉ do tình cờ. Cô hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến Nghĩa nữa. Thấy cô vợ vừa nói vừa buồn như sắp khóc, Nhân bắt đầu nhẹ giọng, anh không muốn mất con mồi tiền. Lần sau có gì cứ nói với anh, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta. Nhân ôm Hương vào lòng và nhỏ nhẹ đáp, liệu rồi sẽ có những cơn ghen nào từ Nhân? Hương rồi sẽ ra sao nếu suốt ngày bị nghi ngờ? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.